Dính vùng tử cung là hiện tượng mà niêm mạc tử cung bị tổn thương, có thể do những nguyên nhân ví dụ như là sau khi mà nạo hút lưu sảy thai, hoặc một số thủ thuật ví dụ như nạo niêm mạc buồng tử cung hoặc nạo polyp buồng tử cung. Lớp niêm mạc buồng tử cung sẽ bị mất đi và lộ ra lớp dưới niêm mạc. Lớp dưới niêm mạc thì có tính chất là gây dính và sẽ tạo nên những giải xơ dính trong buồng tử cung và làm hẹp diện tích buồng tử cung lại. Do đó mà người phụ nữ khó mang thai hoặc khi mang thai thì dễ bị lưu sảy thai hoặc là đẻ non. Một số biện pháp để điều trị dính buồng tử cung đang áp dụng ví dụ như là nong tách dính buồng tử cung hoặc là phẫu thuật nội soi để tách dính buồng tử cung. Tuy nhiên, theo những nghiên cứu ở Việt Nam cũng như trên thế giới thì cái khả năng mà tái dính sau phẫu thuật tách dính hoặc sau nong tách dính rất cao, có thể lên đến 60-80%. Do đó, cái biện pháp để dự phòng tái dính sau phẫu thuật hoặc sau nong tách dính rất là quan trọng. Và một số cái biện pháp dự phòng tái dính đã được áp dụng ở tại Việt Nam cũng như trên thế giới, đó là người ta sử dụng thuốc nội tiết để kích thích niêm mạc mọc nhanh hơn, chống dính lại, hoặc là có thể sử dụng dụng cụ tử cung, gel chống dính, hoặc một số nước thì người ta sẽ sử dụng màng amion để chống dính. Hiện tại tại bệnh viện chúng tôi thì đang áp dụng các cái biện pháp dự phòng tái dính như là sử dụng dụng cụ tử cung, gel chống dính và sử dụng nội tiết. Một lợi thế của phẫu thuật nội soi tách dính buồng tử cung đó là trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ có thể thực hiện cái phương pháp là nội soi ổ bụng để thăm dò vòi tử cung cũng như buồng trứng. Nếu như hai vòi tử cung của bạn mềm mại, thông tốt thì có thể là một tiên lượng tốt để bạn có cơ hội có thai tự nhiên. Còn trong trường hợp nếu như hai vòi tử cung của bạn có bất thường, ví dụ như là bị tắc vòi tử cung hoặc là ứ dịch ứ mủ vòi tử cung, thì chúng ta cũng sẽ tiên lượng được là khả năng bạn sau đó có phải áp dụng các biện pháp hỗ trợ sinh sản hay không. Nếu như những trường hợp mà vòi tử cung của bạn còn có khả năng phục hồi được thì có thể bác sĩ sẽ áp dụng biện pháp là mở thông tạo hình loa vòi tử cung cho bạn. Còn trong trường hợp nếu mà vòi tử cung của bạn bị mất chức năng và không có khả năng phục hồi thì có thể sẽ tiến hành phẫu thuật kẹp hoặc cắt hai vòi tử cung đi để sau đó bạn áp dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm, khi chuyển phôi thì mang lại hiệu quả cao hơn. Sau phẫu thuật tách dính thì tùy vào cái phương pháp mình sử dụng cái phương tiện dự phòng tái dính mà cái thời điểm kiểm tra lại buồng tử cung nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là bạn chỉ dùng thuốc nội tiết hoặc là chỉ bơm gel chống dính buồng tử cung thì có thể sau 1 tháng là mình có thể siêu âm bơm nước hoặc là chụp X quang tử cung vòi trứng để kiểm tra lại buồng tử cung xem là tử cung buồng tử cung phục hồi có tốt hay không. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu mà bạn đặt thêm cả dụng cụ tử cung thì kinh nghiệm của chúng tôi là sẽ sau 2 tháng bạn đi tháo dụng cụ tử cung và mình chụp lại tử cung vòi trứng. Nếu như hình ảnh siêu âm hoặc là hình ảnh chụp tử cung vòi trứng mà buồng tử cung của bạn hoàn hảo, hết dính rồi thì sau đó bạn có thể có thai thoải mái. Tuy nhiên, cái việc có thai hay là không có thai thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Về phía chồng thì chúng ta có quan tâm đến số lượng và chất lượng tinh trùng. Nếu như số lượng, chất lượng tinh trùng tốt thì bạn mới có khả năng có thai tự nhiên. Còn nếu mà số lượng và chất lượng tinh trùng kém thì đôi khi sẽ phải cần can thiệp đến những biện pháp hỗ trợ sinh sản. Còn về phía người vợ thì ngoài cái niêm mạc tử cung ra thì chúng ta còn phải quan tâm đến xem là người vợ có phóng noãn hay không. Thứ hai là cái chất lượng noãn như thế nào. Tuy nhiên, khi mà chúng ta quan hệ tự nhiên hoặc là chúng ta siêu âm để theo dõi năng noãn thì chúng ta chỉ biết được là có năng noãn phát triển hay không thôi. Còn chất lượng noãn thì chúng ta không biết được. Chỉ khi nào mà làm thụ tinh ống nghiệm, chúng ta chọc hút noãn ra, chúng ta soi dưới kính hiển vi thì mới có thể đánh giá được một phần cái chất lượng noãn. Điều tiếp theo nữa đó là niêm mạc tử cung của người vợ sau khi tách dính xong, hết dính rồi, nhưng mà cái độ dày niêm mạc như thế nào? Cái phần niêm mạc tử cung không bị tổn thương, diện tích có tốt hay không? Và cái độ dày niêm mạc tử cung có tốt để đón phôi làm tổ hay không? Có rất nhiều trường hợp phẫu thuật tách dính buồng tử cung tốt, kết quả tốt, nhưng mà cái niêm mạc tử cung rất là mỏng thì cũng khó để có thể có thai tự nhiên được. Ngoài ra thì cái việc mà có thai được hay không ấy còn phụ thuộc vào sức khỏe tổng quát của người mẹ nữa. Xem là mẹ có mắc những cái bệnh lý toàn thân về nội tiết, về tim mạch hay về hô hấp hay không. Đấy. Do đó, để kiểm tra xem là khả năng sinh sản của hai vợ chồng có tốt hay không và có khả năng có thai tự nhiên hay không thì hai vợ chồng bạn cần phải đi khám sức khỏe sinh sản tổng quát cũng như là khám sức khỏe tổng quát xem là cơ thể hai vợ chồng có khỏe mạnh.
các bệnh lý toàn thân có bị mắc hay không, và những cái vấn đề liên quan đến sinh sản, chất lượng tinh trùng, số lượng noãn, dự trữ buồng trứng, chất lượng noãn như thế nào. Trong trường hợp nếu như sau phẫu thuật tách dính và bạn hết dính rồi mà trong vòng 6 tháng hai vợ chồng chưa có thai tự nhiên thì bạn có thể là áp dụng các biện pháp hỗ trợ sinh sản, ví dụ như là dùng thuốc kích thích buồng trứng để bơm tinh trùng vào buồng tử cung, hoặc là có thể làm thụ tinh ống nghiệm. Trong những trường hợp mà bạn có những cái rối loạn, ví dụ như là rối loạn phóng noãn, hội chứng buồng trứng nan nang, các bạn đã được chẩn đoán từ trước, thì sau khi phẫu thuật tách dính xong, bạn có thể chủ động đến gặp bác sĩ hỗ trợ sinh sản để mình áp dụng các cái biện pháp hỗ trợ sinh sản này, thì cái tỷ lệ có thai sẽ cao hơn.